Hello, chúng ta lại tiếp tục với những con rùa ở Vĩnh Long. Đâu, hình như rồi mà. Vô làm rồi. Đi cái chỗ nào khác á, chứ hổm khu này là rồi nè. Khu này nè. Thấy. Từ từ nha, tôi lạc bà rồi. À đây đây đây. Lại là bãi biển. Có cái gì đó? Ê, trên ghế có. Đây, dữ lắm. Đây, dữ lắm nè. Không hiểu. Ê, nãy tôi thấy làm như có đứa nào ở ngoài này nữa mà nó đâu mất tiêu rồi. Ê. Ở trên nóc. Trời ơi trời. Nó nằm chẹp bẹp. Đây là cái tác dụng của việc đi hai người đó. Ê, thấy dưới đó không? Đúng rồi. Dưới nhưng mà có nhiều cái nói không hiểu đâu. Ê phạt rồi dưới này một đứa nào đó thấy chưa? Tôi nghĩ là dưới này sẽ có. Tôi lặn được rồi nè. Trời. Đâu? Chị tôi bắp hơi đi đâu rồi mọi người? Tôi đang cố gắng. Rồi. Biết. Biết. Ê, nó nghe này, chui vô trong cái rặng san hô rồi đó. À, đây đây. Bạn ơi, bạn đâu rồi? Đây nè. Đây nè. Ừ. Đây nè, đây nè, san hô màu hồng. Ê vui nha, vui nha, bữa nay vui nha. Tôi nghĩ là sẽ còn nữa. Tao muốn khóc dữ lắm rồi đó. Ê, tao kẹt đầu với mũi không hiểu. Đây đây đây. Tôi ở trong cái đâu rồi bà, đâu rồi? Tôi ở tuốt trên trong cái bà xanh chành á. Đúng đúng đúng. Ở trên này nè. Kìa kìa kìa. Cái này hả?
con của cá mập. Không, con của cá thôi. Chơ trồn hả? Cái đó kêu bằng chơ trồn hả? Đương nhiên là của Việt Nam. Khỏi hỏi. Cái gì vậy? Ủa là tao tắt nhạc rồi mà ta. Ai mượn? Kệ đi, không sao không sao. Nghe nhạc cho nó vậy ha, mình cũng biển hả. Mà khoa, làm sao lên được cái xuồng đó? Ủa rồi, cái tàu. Là tôi với bà phải lên bờ. À, bên đây có cái rương nè. Đây, tuyệt vời lắm. Qua đây, qua đây, qua đây. Không sao. Thú vị thật. Rồi, rồi giờ đi đâu? Tao muốn lên cái xuồng đó, ổ đồ. Ê, ở ngay mạng tàu có một con kìa. Đi. Đó. Tao muốn lên cái đó. Đây, 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 đây. Thấy đó. Dính đồ vào. Dính chưa? Không, phải vô trong luôn bay. Nhảy vô luôn, nhảy vô luôn. À. Cái này nó phi vật lý đó. Đây, tôi lên đây được rồi nè. Tên Phương Huyền. Sao vậy? Đó, lên được rồi. Đây nè, đây nè. Rồi, rồi, rồi. Rồi, tiếp tục, tiếp tục. Hello vậy yêu. Ê. Phan phan nha, tôi muốn vô mấy cái hốc này tôi coi thử. Đây rõ ràng mà. Vô đây. Bạn đâu? Lên bờ. Lên bờ nè. Rồi đi vô chỗ nãy đi. Trong cái lâu đài cát này có gì không? Đây nè. Ê, có cửa vô kìa. Từ 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 từ. Ủa con nào có vậy? Hả? Cái con ngoài kia. Cái con không ở dưới nước đâu nó chứ đó. Rồi. Mạng lẽ yếu. Mạng lẽ yếu rồi. Thấy nhức nhức cái đầu rồi đó. Thích miếng không? Thích miếng không? Sao ngày nào cũng gặp cái trường hợp này hết. Buồn quá. Ê cái màu hồng này nó chóng mặt quá. Hello.
Thấy là biết rồi ha. Quay đầu là bờ luôn. Ai ngờ là dịch. Thôi, được rồi. Tới đây thôi. Ngày hôm nay mình sẽ tới đây thôi. Mình bị quay ngược lại từ đầu nữa rồi. Thế rồi mọi người.